Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, ở trong nội dung video này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta dùng tính chất giao hoán của phép nhân để áp dụng tính nhanh, tính thuận tiện các em nhé. Trước hết chúng ta cùng vào phần 1 nhỏ, đó là tính chất giao hoán của phép nhân. Thầy có ví dụ sau: 5 x 6 bằng 6 x 5 và kết quả đều bằng 30, đúng không em? Ta thấy rằng là 5 với 6 là hai thừa số ở trong một tích này, thì chúng ta có thể đi đổi vị trí của hai thừa số này cho nhau mà tích nó không thay đổi, đúng không? Và người ta gọi đó là tính chất giao hoán đó. Chúng ta cùng nắm chắc cho thầy như sau. Tính chất giao hoán của phép nhân này: khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Vậy ở đây chúng ta hiểu giao hoán là đổi chỗ, đổi vị trí, cũng giống như chúng ta học tính chất giao hoán của phép cộng, đúng không em? Bây giờ chúng ta cùng với thầy chuyển sang hai nhỏ, đó là ví dụ minh họa đối với tính chất giao hoán của phép nhân. Ví dụ 1, điền số thích hợp 8 x 700 thì sẽ bằng 700 nhân mấy nhỉ? À đúng rồi, chúng mình đổi chỗ hai thừa số này cho nhau thôi thì ta sẽ được là gì? 8 x 700 sẽ bằng 700 x 8, ta điền số 8. Tương tự thế nào? 9 x 306 thì sẽ bằng 306 nhân với 9. 10 x 89 sẽ bằng 89 nhân với 10. 60 x 111 thì sẽ bằng 111 nhân 60. Em thấy đơn giản chưa nhỉ? À, ở đây nhớ cho thầy nhé. Tính chất giao hoán của phép nhân: khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi các bạn. Và bây giờ thầy trò mình sẽ cùng chuyển sang ví dụ số 2, đó là dùng tính chất giao hoán để tính bằng cách thuận tiện nhất nhé. Chúng mình có biểu thức đầu tiên, đó là 2 x 7 x 5 bằng bao nhiêu. Thế thì bình thường là chúng ta cứ làm từ trái sang phải, đúng không? 2 x 7 rồi sau đó lại nhân với 5 cũng rất là mất nhiều thời gian. Ở đây chúng mình thấy rằng là 7 với 5 thì chúng mình có thể đổi chỗ hai thừa số này cho nhau, đúng không? Biểu thức này chỉ có các phép nhân thì chúng mình có thể đổi vị trí thoải mái nhé. Vậy nó sẽ bằng là 2 nhân với lại 5 và sau đó nhân với 7. Thầy sẽ đổi chỗ 5 với 7 với nhau. Đấy, bây giờ 2 nhân 5 nhân 7 thì thầy sẽ thực hiện từ trái sang phải. 2 nhân 5 bằng 10, sau đó nhân với 7. Dễ dàng ta nhẩm được 10 nhân 7 bằng 70. Rất là dễ đúng không nào? Tương tự thế chúng ta có biểu thức là 2 nhân 9 nhân 50. Đấy, bình thường chúng mình phải thực hiện là từ trái sang phải, tức là ta phải nhân 2 nhân 9 trước, được bao nhiêu ta nhân với 50, đúng không? Nhưng ở đây chúng mình thấy là 2 nhân 50 thì ta ra được 100 thì cũng rất là dễ nhẩm. Như vậy thầy sẽ đổi chỗ hai thừa số là 9 với 50 cho nhau. Nó sẽ bằng 2 nhân với 50 và nhân với 9. Bây giờ chúng mình sẽ đi thực hiện từ trái sang phải thôi. 2 nhân 50 thì ta nhẩm được là bằng 100. Sau đó nhân với 9 thì dễ dàng ta nhẩm được kết quả bằng 900. Em thân mến, vậy là thầy cho mình làm xong hai ví dụ có sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân để áp dụng tính nhanh, tính thuận tiện. Thầy chúc các em học tốt nhé. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.